Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 33 tương ứng với phần 5 bài 21 quyển 2. Hãy lưu ý học kỹ phần nhắc lại cuối mỗi bài. Hãy nói, buổi tối mình làm luyện tập viết chữ Hán. 晚上我做练习写汉字。 Ôn tập bài khóa và từ mới. 预习课文和生词。 Sau đó, hãy nghe và nhắc lại. 然后。然后。然后。然后。然后。 Sau đó thì sao? 然后呢？然后呢？ Sau đó ôn tập bài khóa. 然后预习课文。然后预习课文。 Trước tiên làm luyện tập, sau đó ôn tập bài khóa. 先做练习，然后预习课文。先做练习，然后预习课文。Sau đó đi xem phim. 然后去看电影。然后去看电影。 Trước tiên ăn cơm, sau đó đi xem phim. 先吃饭，然后去看电影。先吃饭，然后去看电影。Sau đó xem một chút. 然后看一下。 然后看看. Bây giờ là từ TV. 电视. 电. 电. 视. 视. 电视. 电视. Xem TV. 看电视. 看电视. Study xem TV. 很少看电视. 很少看电视. Sau đó xem một chút TV. 然后看看电视. 然后看看电视. Hãy nhắc lại, buổi tối mình làm luyện tập viết chữ Hán. 晚上我做练习写汉字. Ôn tập bài khóa và từ mới. 预习课文和生词. Sau đó xem TV một chút. 然后看看电视。然后看看电视。 Nghe chút nhạc, nguyên văn là nghe nghe âm nhạc. 听听音乐。听听音乐。 Bây giờ là từ ngủ. 睡觉。睡。 睡, 叫, 叫, 睡觉, 睡觉. Bạn ấy đang ngủ đấy. 他正在睡觉呢. 他正在睡觉呢. Lúc nào ngủ? 什么时候睡觉?
什么时候睡觉？mỗi ngày mấy giờ ngủ? 每天几点睡觉？每天几点睡觉？每末色午十一点睡觉，十一点睡觉。Hãy nhắc lại, buổi tối mình làm luyện tập viết chữ Hán. 晚上我做练习写汉字。晚上我做练习写汉字。Ôn tập bài khóa và từ mới. 预习课文和生词。预习课文和生词。Sau đó xem một chút TV. 然后看看电视。然后看看电视。Nghe chút nhạc. 听听音乐。听听音乐。mười một giờ ngủ. 十一点睡觉。十一点睡觉。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sủi cảo, màn thầu, bánh bao, mì sợi. Giáo zi, màn thầu, bao zi, miền thiếu. Nhân viên giao dịch. Yính yể yuán. Số điện thoại. Điện thoại hào mã. Tương đối dễ, dễ hơn. Bí chào rúng ý. Lá trà. Trái dẻ. Lâu lắm không gặp. Hào chiều bú chiền. Ảnh của cả nhà. Chuyên gia đờ trào phiền. Luật sư. Luật sư. Rất yên tĩnh. Hẳn an tĩnh. Phim điện ảnh và phim truyền hình. Điện ảnh và điện sư trụ. Đang nghe ghiêm bài khóa mà. Hãy dùng trừng để nhấn mạnh hơn. Trừng thiên cơ vấn lù yên nè. Dì cô. Ai ý. Một phần báo thanh niên. Ý phần trinh niên bảo. Ngồi máy bay hay là tàu hỏa? Dù phê chi hay sử hồ chơ? Cái áo phao này vừa tốt vừa rẻ. Trê diện ủy rung phú yêu hào yêu bền yì. Có loại gầy một chút không? Có loại nhỏ một chút không? Yǒu mèi yǒu shòu yǐ diǎn de? Vừa hay hợp. Zhèng hě shì. Loại này có thể giảm 20%. Zhè zhǒng kě yǐ dǎ bā zhě. Vừa hay là sinh nhật. Zhèng hǎo shì shēng rì. Chuẩn bị cử hành, chuẩn bị tổ chức. Chuẩn bị举行.
7 giờ tối. 晚上7点. Ăn cơm sáng. 吃早饭. Lên lớp vào học. 上课. Buổi sáng có 2 tiết học. 上午有2节课. Sau bữa cơm trưa thường đến chỗ bạn bè. Ủ phạm yếu hậu trang trang trùy phẳng yếu nở. Đi ra sân thể thao rèn luyện thân thể. Trùy thao trang toàn luyện thân thể. Ăn cơm tối. Chư hoàn phản. Tắm, giặt quần áo. Xí giàu, xí y phủ. Sau đó xem một chút TV. Ráng hậu khăn khán điện sử. 11 giờ ngủ. 11 điểm睡觉.